thì trong trang phục váy của nữ và người nam thì chúng ta trong trang phục của các chiến sĩ quân đội. Đấy, rồi sau đây xin mời chúng ta đi vào bài học của ngày hôm nay. Thứ nhất là bốn nhịp cha cha cha, hai tay đặt song song ở phần eo, nam tiến nữ lùi bắt đầu. 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, 5 2 cha cha cha, 6 2 cha cha. Nam tiến, tiến lần thứ nhất, cha cha cha, nam tiến nữ lùi lần thứ hai. Rồi sau đó nữ sẽ quay ngửa vào dưới tay nam. Lưu ý lúc này là người nam lùi chân, đấy, người nam lùi chân trái của mình, còn người nữ thì tiến chân trái của mình lên và quay một vòng quay và cha cha cha. Rồi sau đây chúng ta cùng học lại đoạn này nhé. 2 3 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, 5 2 cha cha cha, 6 2 cha cha cha, 7 2 cha cha cha, 8 2 cha cha cha, 9 2 nữ nam lùi nữ quay cha cha cha. Được chưa? Bây giờ mọi người nhìn lại cái đoạn mà nam cùng tiến, nam tiến và nữ lùi nhé. Nam tiến là 2 và 7 2 cha cha cha, 8 2 cha cha cha, 9 2 cha cha cha, 10 2 cha cha cha. Rồi như vậy là chúng ta đã có câu thứ nhất. Sau đây chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Chúng ta sẽ cha cha cha, lúc này là chúng ta đã về đây rồi. Sau đó nam sẽ lùi chân bên trái của mình, nữ thì lùi chân bên phải. Chưa, bắt đầu hai bạn, hai người cùng lùi chân bên ngoài nha, lùi chân bên ngoài. Đó, lùi chân bên ngoài. Lúc này lưu ý vai của hai người hơi sát nhau, tay của chúng ta vươn thẳng ra và mặt chúng ta hơi ngẩng lên phía trước, tạo sự kiêu hãnh cho điểm nhảy. Rồi chúng ta sẽ bước sang cha cha cha, mở chân 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha. Và lúc này người nam sẽ lùi chân và người nữ sẽ tiến chân trái của mình lên. Rồi chúng ta sẽ quay nửa vòng như thế. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm lại động tác này nhé. 2 3 lùi chân bên mở bên ngoài, 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha nữ quay, 4 2 cha cha cha. Lúc này chúng ta sẽ làm động tác mở kép nhé. Mở kép là 2 3 1 2 cha, 2 2 cha, 3 2 cha. Lúc này nam lùi, nữ lại quay một vòng, 4 2 cha cha cha. Đó, như thế mọi người nhìn rõ không ạ? Bây giờ chúng ta làm lại mở kép nhé. Mở kép là 2 3 1 2 cha, 2 2 cha, 3 2 cha nữ quay, 4 2 cha cha cha. Đấy, rồi sau đây chúng ta sẽ ghép từ đầu đến đó nhé. Cha cha, 4 nhịp bắt đầu. 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, 5 2 cha cha cha, 6 2 cha cha cha, 7 2 cha cha cha, 8 2 cha cha cha, 9 2 cha nữ quay nam lùi, 10 2 cha cha cha. Khó nhất đoạn này, mọi người lưu ý lúc này chúng ta mở luôn, lùi chân luôn này, mở 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 nữ quay nào, 4 2 cha, mở kép 1 2 cha, 2 2 cha, 3 2 cha nữ quay nam lùi, 4 2 cha cha cha. Rồi từ đây chúng ta sẽ có một đoạn câu khó nhất ở trong bài. Rồi nam tiến là 2 3 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, và 1 2 cha cha cha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bóc tách động tác của người nữ và người nam như sau nhé. Người nam sẽ đứng để người nữ sẽ bắt đầu này. Người nữ này, 1 2 cha cha cha, từ đây bước chân trái của mình lên và xoay nửa vòng, 2 bước cạnh sang người nam, 2 xoay chân đẩy chân cha cha cha. Sau đó chúng ta lại lùi chân, lùi chân cha cha cha, tiến chân trái của mình lên, luôn luôn xoay vào chân trái, đặt chân trái vào đây. Đó,
tục quay người và lùi chân. Cha cha cha. Rồi chúng ta tập lại lần nữa này. Lùi chân phải. 1 2 cha cha xoay. 2 2 cha 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 lùi chân. 3 2 cha cha cha. Chân trái thì lên. 4 2 cha 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 như thế. Còn người nam thì chúng ta chỉ tiến lùi cha cha bình thường. Lưu ý là khi mà tập thì người nam không được nhìn người nữ thì sẽ rất là khó tưởng tượng động tác, còn mình cứ tập bình thường. Rồi sau đây mọi người nhìn lại động tác, ai là vai trò của người nam thì chúng ta nhìn chân của người nam, ai là vai trò của người nữ thì chúng ta chú ý hơn nhé. Bắt đầu. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 cha cha cha. Đó, người nam cứ tiến lên và lùi xuống cha 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 bình thường. Lưu ý người nam, chú ý vào chân của người nam nhé. Bắt đầu chúng ta làm lại nào. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Đấy, khi mà tập chúng ta kết hợp với tai nghe âm nhạc và cái bước nhảy của chúng ta thần thái lên là sẽ đẹp nhé. Rồi bây giờ bắt đầu nào. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Đó, như thế là chúng ta đã có một cái câu cha cha rất là đẹp rồi. Sau đây chúng ta kết nối từ động tác đầu tiên cho đến động tác vừa rồi nhé. Bắt đầu nào. Đoạn đầu tiên bắt đầu. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. 5 2 cha cha cha. 6 2 cha cha cha. 7 2 cha cha cha. 8 2 cha cha cha. 9 2 cha cha cha. 10 2 cha mở lùi. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha nữ quay. 4 2 cha mở tép. 1 2 cha. 2 2 cha. 3 2 cha nữ lùi. 4 2 cha cha cha. 1 2 cha đảo chiều. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Rồi, như vậy là chúng ta đã đến được với cái đoạn đầu tiên rồi. Đến với động tác tiếp theo. Lúc này người nữ đang đứng như thế này
thì người nữ chỉ cần bước chân trái của mình lên, chỉ cần bước chân trái của mình lên và xoay người là chúng ta đã có động tác mới rồi. Thế sau này bắt đầu chúng ta tập 2, 3, 1, 2, cha cha cha, 2, 2, cha cha cha, 3, 2, cha cha cha, 4, 2, cha cha cha, 5, 2, cha cha cha, 6, 2, cha cha cha, 7, 2, cha cha cha, 8, 2, cha cha cha, 9, 2, cha cha cha, 10, 2, 2 người cùng quay quay và chúng ta người nữ sẽ ngồi xuống như thế này, còn người nam sẽ mở tay giống như mẫu như thế này nhá. Rồi chúng ta cùng đi ôn lại cái đoạn và đoạn 2 nhé mọi người nhé. Đoạn 2 bắt đầu. 1, 2, cha cha cha, 2, 2, cha cha cha, 3, 2, cha cha cha, 4, 2, cha cha cha, 5, 2, cha cha cha, 6, 2, cha cha cha, 7, 2, cha cha cha, 8, 2, cha cha cha, 9, 2, cha cha cha, 10, 2, cha cha cha, 1, 2, cha, chuyển hướng luôn. 2, 2, cha cha cha, 3, 2, cha cha cha, 4, 2, cha cha cha, 5, 2, cha cha, 6, 2, cha cha cha, 7, 2, cha cha cha, 8, 2, cha cha cha, 9, 2, cha cha cha, 12 người cùng cay về kết. Được chưa? Lúc này một số nhóm thì chúng ta sẽ đứng theo hình tượng như thế này. Một số người thì đứng như thế này, còn một số mọi người khác thì có thể đứng như thế này nhá. Người nữ thì còn người nam có thể dang tay ra như thế này. Đấy, đấy, còn người nữ thì lại đổi ngược lại như thế này. Được chưa? Chúng ta có thể đổi ngược lại như thế này để cho cái nhóm của chúng ta có cái nhiều cái kết đẹp hơn nhá. Rồi sau đây chúng ta sẽ tập khớp với âm nhạc từ đầu cho đến cuối nhé.